Người kêu gọi không tiêm chủng, không tin đại dịch tồn tại, vừa qua đời vì Covid-19. Bình Dương có thể sẽ khôi phục kinh tế từ tháng 10. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhà hoạt động bài vaccine nổi tiếng ở Israel là Hai Sao Lian, 57 tuổi, vừa qua đời vì Covid-19 sau khi kêu gọi mọi người không tiêm chủng và không tin đại dịch tồn tại. Trước đó, bất chấp tình trạng sức khỏe tồi tệ sau khi nhiễm nCoV, Sao Lian vẫn kêu gọi những người theo dõi ông kiên quyết chống lại chương trình thẻ xanh Covid-19 của chính phủ. Trước khi nhập viện, nhà hoạt động này còn liên tục kêu gọi mọi người không tiêm vaccine Covid-19 vì cho rằng không có đại dịch, vaccine là thứ không cần thiết và nguy hiểm. Được biết, Israel tháng trước thông báo người trên 3 tuổi phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc có kết quả âm tính trước khi vào một số không gian ngoài trời. Quốc gia này bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm chủng từ tháng 12 năm ngoái và tới nay đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cho khoảng 61% dân số. Đại dịch này đang ngập đến với toàn thể nhân loại, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy sức ảnh hưởng của nCoV. Bên ngoài thực tế, không ít các quốc gia đang chao đảo, hàng triệu người đã bỏ mạng, hy vọng không có một ai chủ quan và lơ là chống dịch. Bình Dương có thể sẽ khôi phục kinh tế từ tháng 10. Tính đến ngày 15 tháng 9, Bình Dương đã có 6 huyện, thị xã, thành phố công bố vùng xanh, trở lại trạng thái bình thường mới, còn 3 đô thị là thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên vẫn đang là vùng đỏ. Về kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội, từ nay đến trước ngày 31 tháng 10, Bình Dương sẽ ưu tiên triển khai phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội tại các địa bàn vùng xanh như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và các huyện Bầu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng. Từ ngày 31 tháng 10 trở đi, trong trường hợp kiểm soát được dịch bệnh, không còn vùng đỏ, vùng vàng đã hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho toàn bộ người dân, thì sẽ mở cửa lại các hoạt động kinh tế xã hội một cách có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Sau ngày 31 tháng 12, có thể sẽ mở cửa lại toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội. Một số ngành nghề nhạy cảm, dễ gây bùng phát dịch bệnh sẽ phải có tiêu chí về điều kiện hoạt động. Tùy tình hình diễn biến dịch bệnh từ nay đến cuối năm mà sẽ có hướng dẫn cụ thể.